Thì khi nói ra cái này em nghĩ là đến đây chia sẻ chắc chị cũng nghe là chị buồn. Nhưng mà chị là không có tin đúng không? Tại vì người này nói rất là nhiều đó. Em 25 tuổi, quen với anh Huy cũng lâu rồi. Nó nói chị lượng đi tìm nữa, gia đình hai bên chấp nhận rồi, sắp làm đám cưới rồi. Lại chỗ ba này nằm. Đây nè, ngồi đó đi. Rồi em chào chị An nha chị An. Hôm nay khỏe không chị An? Dạ em khỏe. Khỏe hả? Rồi mấy nay rồi chị có đi tìm anh nữa không hay là ở nhà? Dạ mấy bữa nay em đợi tin tức của các anh đưa lên với lại của cô chú coi có tin tức gì không. Dạ. Có nhiều người gọi cho chị không? Dạ có nhiều người gọi nói là ở chỗ này ở chỗ kia vậy đó. Dạ. Rồi mới ở đây ở Long An rồi giờ ở Bến Tre này nọ kia. À chứ cũng chưa có xác định được có chính xác là chỗ nào đúng không chị? Dạ. Thì khi nào mà người ta mà có gọi cho chị như vậy đó thì chị nói là phải chụp hình gửi giùm. Dạ. Nếu giúp thì em giúp giùm em. Em có kêu chụp hình gửi nhưng người ta không có chụp. Dạ. Vậy đó chắc lừa gạt. Dạ. Nhưng mà nếu mà có thông tin rõ ràng là người ta đã chụp hình lại xác minh cho mình dạ. Để tìm hơn. Dạ. Vậy là mấy hôm nay thì Dũng cũng có nhiều người gọi mà nói vậy thôi. Dạ. Thì chị là mấy nay là cũng không có đi tìm nữa. Dạ. Em đợi tin cũng đưa lên chắc anh cũng đưa giúp em lên mạng. Dạ. Nhiều người chắc cũng có đã thấy. Nhiều anh chị cô bác nhiều lúc cũng đã chia sẻ rộng hơn vậy thì cũng đã thấy này kia thì em cũng đang đợi. À đang đợi phải không? Thì bên em thì nói chung cũng nhận rất là nhiều cuộc gọi với tin nhắn của khán giả cũng có. Hôm qua thì cũng có một người là nhắn gọi cho em. Nói là kêu chị đừng có đi tìm nữa. Rồi sư tự xưng là cái người đó là bồ của anh Huy. Nói là bồ của anh Huy là hai người sắp đám cưới nhau rồi. Dạ. Gia đình chấp nhận rồi. Nhưng mà em kêu gửi hình ảnh á, thì người đó lại cũng không gửi. Giống như những cái người mà điện cho chị vậy đó. Cái đó là giả mạo thôi. Ta chọc giả mạo vậy thôi chứ. Hay là cái gì đó chứ em không tin. Tại không vì tin. Em sống với chồng em như thế nào thì em đã biết. À, em không tin. Không có tin. Dạ. Còn nếu mà xác thực lại như vậy thì chụp hình của đúng hai rồi. Người quay cái video lại của hai người như vậy. Tại vì gia đình của anh Huy thì em đã biết. Chị gái em gái gì em đã biết mặt hết rồi. Dạ. Đó thì thí dụ như mà thí dụ nhờ người khác để đóng giả là bồ của Nguyên này nọ kia thì cái đó là chỉ đóng giả thôi tại vì em biết đang cho chị nản vậy không có tìm nữa đúng không. Dạ, có người cái sẽ thương em nói vậy đang cho em nản em này nọ kia thì lúc người ta làm vậy á ta thấy chị để, đi tìm thấy đi tìm cực khổ quá tội nghiệp cho thân phận phụ nữ người dạ. Ta giả làm như vậy để mà cho em đừng tìm kiếm cực khổ lên nữa thôi. Dạ. Nói chuyện mà anh cái chuyện mà bồ của Nguyên này nọ kia thì cũng có em tin. Thì khi nói ra cái này em nghĩ là đến đây chia sẻ chắc chị cũng nghe là chị buồn. Nhưng mà chị là không có tin đúng không? Dạ. Tại vì người này nói rất là nhiều đó. Em 25 tuổi, quen với anh Huy cũng lâu rồi. Nó nói chị lượng đi tìm nữa, gia đình hai bên chấp nhận rồi, sắp làm đám cưới rồi. Mà người này ở Bến Tre. Bến Tre. Hôm bữa là Long An rồi, nay lên Bến Tre rồi. Dạ không, em tin. Tại vì sống với nhau bao nhiêu, thí dụ giờ điện thoại gọi tới hay tin nhắn gọi tới thì bắt buộc em phải thấy em có nghe hay là có một cái gì đó để mà đúng mình rồi, nhận ra còn này không rồi. Có còn nếu như mà nói vậy thì quay video lại chị gửi qua cho em thấy em mới tin rồi. Còn chụp nếu không hình. Thì trực tiếp gặp em trực tiếp quay đó. Trực tiếp lại cho em thấy như vậy còn không thì nếu như tại vì gia đình ví dụ em gái chị gái gì đó là em cũng đã biết mặt hết rồi. Ví dụ những người đó giả dạng để mà như vậy để cho em không tìm ảnh nữa thì em cũng đã biết mặt em gái rồi. Dạ. Cả của ảnh hết rồi cậu gì rồi em đã biết hết rồi. Dạ. Còn mượn người khác để đóng giả như vậy thì em không tin. Cũng có khi khán giả đúng không chị? Dạ. Cũng khi khán giả xem được mà thấy chị đi tìm mà vất vả như vậy nè, người ta muốn là chị bỏ cuộc đi. Dạ. Ở nhà cũng lo là làm ăn hay gì đó quên ảnh đi. Cũng có thể là như vậy. Dạ. Đồng cảm người ta thương á, người ta nói vậy để cho mình không có đi tìm người ta nữa, nó không có đi tìm ảnh nữa vậy đó. Đó. Câu chuyện này thì nó phức tạp cái lời ảnh đi bây giờ mà không biết tin tức. Có gì thì cũng phải là liên lạc nói với chị một tiếng. Thì cũng khó. Đâu có trốn được, đâu phải ảnh đâu phải là tội phạm gì đâu, hay là cái gì đâu tự nhiên đi trốn vậy mặt đối mặt, đối diện với nhau. Đối diện với mọi thứ, đối diện với tất cả, có sai quấy gì đâu tự nhiên đi trốn. Dạ. Nó thì đó. Sai quấy gì mình đi trốn. Cái đó là cái sai của ảnh đó chị đúng chị nghĩ đâu đúng không?
cái đó là cái sai của anh Huy đúng không? Tại vì đâu có gì phải không, phải trốn. Có gì là nếu hết thương thì gọi điện hay cái gì nói hết thương. Giờ chứ bỏ đi cái đó. Đi giờ. Ừ, đi về đây. Đi về, ừ. Sao như thế nào hay như thế nào vậy? Dạ. Chứ đâu phải là tội phạm mà em cũng đâu có cái gì mà hất hủi ảnh hay cái gì đâu mà để mà. Dạ. Rồi cái gì? Mà chị có cái suy nghĩ là ảnh là có thể nào mà nghe lời mà gia đình để mà về quê mà lấy vợ khác không? Tại vì là cái như những cái clip trước chị có chia sẻ thì chị với anh đến với nhau á là như là mẹ của anh Huy đó cũng là không có chấp nhận gì mấy đúng không? Dạ. Chị có nghĩ tới cái vấn đề đó không? Nói cưới cưới vợ thì mới có một tháng đây thì làm sao mà đi cưới vợ? Yeah. Em nghĩ vậy. À. Nếu dù gì cũng một năm hai năm hay gì mỹ nguôi ngoai hay là một cái gì đó mới đi cưới vợ. Còn cô này nói là mẹ chịu em rồi, em nhỏ tuổi hơn chị An, đó nói nhiều câu gì đó. À, nói là cho em nản. Như khi mà em kêu là chụp hình của anh Huy gửi qua giùm em được không là em mới tin chị nói đúng. Thì anh chị cũng quay qua chị hỏi anh kia, nói anh ơi có gửi hình được cho cái anh này không? Anh kia là không. Thì chị nói không được anh ơi. Thì đó nói gì thì em không có tin. Tại vì cũng nhiều người điện như vậy chứ không phải là riêng chị, nên là chị thông cảm. Nó hôm nay em qua người nói ở chỗ này, nhiều người ở chỗ kia. Dạ. Đó cũng như em cũng nhận cuộc gọi. Ừ, ổng là Quảng Ngãi kìa, mới à. Tới Quảng Ngãi luôn. Tới Quảng Ngãi gì phải tới Quảng Bình luôn, Quảng Ninh. Dạ. Quảng Ninh luôn. Hôm qua thì cũng nhận, em cũng nhận một cuộc gọi của anh kia, xưng là chồng của chị. Nói cái tên là hết hồn. À đúng rồi. Nói là anh là chồng của chị An. Đó. Rồi hỏi anh là chồng anh tên gì anh? Rồi anh nói anh tên Hùng tên gì không biết. Không phải tên Quy. Rồi nói rồi gì là chắc anh lộn rồi. Nhầm An nào? Nhầm nữa rồi. Có nhiều người em nói thiệt. Em nói đây thì có thể là đụng chạm tới tất cả các anh chị. Dạ. Nhưng em không phải là quơ đũa cả nắm, nhưng mà cái này em nói chung chung là nhiều người sao ngộ quá. Biết hoàn cảnh của người ta vậy, người ta thương chồng người ta. Người ta đang mới đi tìm đi kiếm và gọi điện kêu làm quen. À. Dạ, gọi điện kêu làm quen đi, anh ở với anh thì xuống đây ở với anh đi, anh sống độc thân này rồi anh cho tiền trả nợ, sanh cho anh đứa con. Em nói trời ơi, em nói anh ơi trời ơi, anh biết thừa sức biết là em đã thương chồng em như vậy. Mà tâm trạng nào hay tâm trí nào để mà đi lấy một người khác. Nếu em như vậy thì em đâu có tìm kiếm chồng em làm gì. Em thương chồng em mới đi tìm như vậy. Hiện giờ là chị không có suy nghĩ gì hết mấy cái chuyện đó. Dạ, chị em bỏ qua những chuyện đó. Cho dù em nói thiệt, cho dù người ta có chửi mắng em hay người ta nói nặng nói nhẹ em. Dạ. Em cũng bỏ qua hết, em cũng không có trả lời hay là em cũng bỏ qua hết, em không quan tâm đến những cái đó. Dạ. Tại vì chủ yếu em quan tâm nhất, một điều quan trọng nhất là em tìm được chồng em. Để mà hai vợ chồng để mà nói rõ với nhau. Dạ. Còn có nhiều anh chị nói sống 5 năm rồi kêu ba với mẹ ha, vợ chồng phải có giấy gì đâu mà như vậy. Yeah. Đây em cũng nói luôn, từ ba với mẹ là xưng hô của em với ảnh, là hai người xưng hô như vậy đã quen rồi, giống như trong gia đình vậy đó. Dạ, xưng hô như vậy đã quen rồi mà ảnh cũng xưng hô với em như vậy, cái đó là cách xưng hô của trong nhà mình thôi, cũng nói luôn là cũng không có gì đặc biệt. Xưng hô đã quen rồi thì nói chuyện y hệt như nói chuyện với ảnh, mình giỏi lắm đến ảnh mình dùng từ đó mình nói. Dạ. Cái thứ hai nữa là kêu vợ chồng, tại vì tuy rằng không có danh phận nhưng mà tụi em cũng đã sống, đã coi nhau như là vợ chồng rồi. Dạ. Nó thì cũng rất nhiều cô chú mà phiên chị là nên quên anh đi đúng không? Dạ. Rất là nhiều người nói vậy luôn. Nhiều người cô bác nhiều lúc nhiều lúc em nói hả? Biết là người ta trách chị rất là nhiều. Xem tin nhắn của nhiều cô chú anh chị, người ta đồng cảm với mình mà nói một câu, mình nói hả, mình rớt nước mắt, mình nói trời trời, người dân mà còn đối xử với mình, người dân mà còn thương cảm cho mình. Dạ. Rõ vấn đề mình mà rõ mình thương thật là thương. Còn nhiều anh chị vô nói trời ơi, nói mấy câu mà em nói thiệt em không muốn xem luôn, nhiều cái em lướt qua luôn. Tại vì em không quan tâm đến những từ đó, tại vì em quan tâm đến những người đồng cảm với em. Nhưng em cũng không có quan tâm những người mà nói kêu nói coi như là kích động em này nọ kia, những lời đó em không xem. Tại xem càng thêm đau lòng chứ làm gì, tại vì người ta không có trong hoàn cảnh của mình. Dạ. Nếu như một ngày nào đó bạn bè người thân hay gì đi của người đó đi, của những cô chú đó đi, người ta bị, người ta mới hiểu được
cái cảm giác của em là như thế nào. Tại vì người ta chưa từng mình, cho nên người ta không có hiểu cảm giác được của em. Hai nữa là em cảm ơn cô bác anh chị đã đồng cảm với em, thương em, đồng cảm với em, chia sẻ với em. Thì em cũng cảm ơn rất là nhiều những anh chị mà bình luận, mà chửi mắng em. Đúng rồi. Là coi như là không có đồng cảm với em đi, coi như là chửi mắng em, chửi này nọ, nhiều lúc những câu thậm tệ lắm. Dạ. Nhưng nếu như các anh chị đó không đồng cảm với em thì có thể là lướt qua. Có thể là liếc em một cái, hay là khinh khi, hay là cái gì đó một cái cũng được. Nhưng mà đừng có nói những lời mà đau lòng, đừng có nói những lời mà chửi mắng em nữa. Ví dụ như mà không thích á, thì có thể lướt qua đi. Lướt qua, đừng có xem cái kia như vậy. Chứ đừng có nặng nhẹ em. Em khổ lắm. Thật sự ai trong hoàn cảnh này em rất khổ. Nhiều lúc nằm trong hoàn cảnh này mới hiểu thôi. Cho nên anh chị cũng đừng có nặng nhẹ mà chỉ trích em. Dạ em hiểu rồi. Rồi đó là những cái lời mà chị An vừa chia sẻ, cũng như là gửi đến quý vị khán giả đang theo dõi cái câu chuyện của chị An đi tìm chồng trong suốt những ngày vừa qua cả nhà. Dạ chắc em xin tạm dừng clip này ở đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em chào chị An. Dạ. Em chào chị.